về phía sau của chiếc loa này. Kể cả một chi tiết đến mức để là cái màng loa cũng có serial number đầy đủ và ngày sản xuất đó. Và về cái phần màng loa đó, rồi khung loa này mọi người thấy cái lớp sơn khung thì được làm bằng khung nhôm. Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì một lần nữa chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Thiên Phú Audio. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip để giới thiệu mọi người và để mua bụng một dòng sản phẩm đến từ thương hiệu của Đức, Smart In Germany. Thì có và rất là kiêu kỳ và có giá cũng rất là cao, nhưng mình bắt buộc mình phải khui thôi mọi người. Mình phải khui để mọi người chúng ta cùng trải nghiệm và cùng đánh giá về những cái khâu hoàn thiện của những dòng loa nhập khẩu nguyên từ nước ngoài về nó như thế nào, nó có hơn những cái dòng loa là Made in China hay không, để chúng ta xem thực tế, chúng ta đánh giá thực tế mọi người ha. Thì đây là mình sẽ nói sơ qua về cái thông số của nó. Thì ok mọi người, đây là dòng loa A6 Super. Thì như chúng ta cũng thấy đây, đây là dòng multi bow setup. Thì như vậy thì nó sẽ đáp ứng được nhiều các nhu cầu sử dụng. Chúng ta có thể sử dụng được cho gia đình. Chúng ta có thể đặt nằm để làm monitor sân khấu, rồi hội trường, đó, sự kiện, thì loa có thể đáp ứng được rất là ok. Thì tại sao đáp ứng được như vậy? Tại sao đáp ứng được sự kiện, hội trường ngoài trời? Thì chúng ta sẽ nhìn vào cái thông số của loa. Loa đạt lên tới là 500W, công suất hoạt động liên tục, và peak của nó là lên tới là 1500W. Thì như vậy dao động của nó sẽ cho phép chúng ta hoạt động đâu đó là từ 6 đến 700W những lúc mà chúng ta mở với áp lực lớn, thì loa vẫn đáp ứng được ok. Rồi, đánh với trở kháng 8 ohm. Rồi, về SBL dB thì loa đạt được là 99 dB, công suất hoạt động liên tục khá là khủng mọi người ạ. Và peak của nó là lên tới là 131 dB. Thì chúng ta trừ lại thì nó sẽ còn là 125 dB. Thì như vậy thì loa cũng cho phép chúng ta đánh dao động từ 99 dB cho đến tới 101 hoặc 115 dB. Ok, quá là khủng mọi người ơi. Rồi tiếp tục đến tần số loa thì chỉ đạt được là 60Hz cho đến tới là 20kHz. Thì ok, thì chắc chắn rằng chiếc loa này chúng ta sẽ không bù súp được rồi, đòi hỏi chúng ta phải mua thêm một chiếc súp rồi. Rồi, thì cái vấn đề là súp thì mọi người chúng ta sẽ mình sẽ nói sơ qua cho mọi người chúng ta nắm rõ hơn. Thì đâu đó là như dòng loa B12 của Neso đi, nó hơn 100 triệu một cặp, nhưng tần số của nó cũng chỉ có là từ 60Hz lên tới 20kHz thôi, cũng bắt buộc mọi người chúng ta phải dùng súp. Đó là vì mình lấy ví dụ của một dòng loa mắc tiền xịn sò như Neso đó mọi người ha. Thì vì sao như vậy? Bây giờ chúng ta phối ghép một bộ dàn, hầu như khi nào chúng ta cũng sẽ có đi kèm thêm súp. Tại vì chúng ta đã bỏ ra một số tiền rất là lớn để chúng ta mua một cặp loa rồi, thì không có tội gì mà chúng ta không bỏ ra thêm vài chục triệu gì đó nữa để chúng ta có một thêm một chiếc súp. Thì như vậy nó sẽ tối ưu hơn, âm thanh nó sẽ tốt hơn, nó sẽ hay hơn. Như vậy thì cặp loa full của chúng ta sẽ bớt phải làm việc lại, cho nên tuổi thọ nó sẽ tăng lên. Rồi cái thứ hai nữa, theo một cái quy luật vật lý, khi chúng ta muốn cái âm súp nó sâu, nó mềm, thì đòi hỏi rằng là cái màng loa cũng phải mềm. Và khi mà màng loa mềm thì khi chúng ta mở lớn thì sao? Nó sẽ bị vỡ sớm hơn, nó sẽ làm âm thanh bị méo sớm hơn. Thì những cái dòng loa mắc tiền này thì nhà hàng tập trung vào giải low, giải mid và giải high đó, để nhà họ ưu biệt, họ xác định là tập trung vào những cái đó để cho âm thanh ra chân thật hơn, tái tạo âm thanh tốt hơn. Rồi khi chúng ta mở với một cường độ âm thanh rất lớn nhưng vẫn không bị méo hoặc là bị vỡ tiếng. Đó, còn nếu như dòng loa full này chúng ta bắt nó hoạt động thêm cả cái phần súp nữa đó, thì chắc chắn rằng nó sẽ như thế nào mọi người, cái này mọi người tự đánh giá ha. Chắc chắn là nó sẽ bị vỡ sớm hơn đó mọi người ạ. Cho nên là khi chúng ta xác định mua một cặp loa đắt tiền rồi á, thì chúng ta sẽ cho nó làm những cái việc gì đó, thì nó sẽ làm cái việc đó. Tốt nhất là nếu mình mà mua loa thì mình sẽ không bao giờ mình mua một cặp loa full mà đạt tần số từ 55Hz trở lên đâu mọi người. Mình sẽ mua những dòng loa 60Hz hoặc 70Hz trở lên, chứ mình sẽ không dùng loa 5Hz trở lên đâu. Tại vì mình xác định, mình dự tính là mình sẽ dùng súp rồi. Và khi dùng súp rồi thì mà bây giờ loa cũng đạt 50Hz để làm gì? Đó, như lúc trước, như khúc đầu mình đã có giải thích đó. Rồi, ok. Thì bây giờ mình sẽ khui bên trong ra để mọi người chúng ta cùng trải nghiệm và đánh giá
về cái sự hoàn thiện của bên trong và bề ngoài của chiếc loa này nó như thế nào mọi người ha. Để xem nó có khác biệt gì với, so với là Made in của China không mọi người. Đó, bạn quay sơ qua về cái phần thiết kế bề ngoài. Đây, loa được phủ một lớp sân cát rất là dày và rất là cứng mọi người ạ. Có khả năng chống nước rất là tốt và khả năng chống xước rất là tốt. Mình rờ vào đây chắc mà cũng móng tay mình nó mòn, chứ là sơn thì nó không thể nào mà có một tí gì được. Ok, bây giờ mình sẽ khui để cho mọi người chúng ta cùng trải nghiệm về thiết kế bên trong của chiếc loa này ha. Ok, đây thì mọi người nhìn sơ qua tổng quan về bên ngoài. Đó, khá là đẹp luôn mọi người ơi. Cái lớp sơn họ rất là cầu kỳ, cả bên trong và phía bên trong thùng này này mọi người thấy này, nó rất là cầu kỳ luôn. Sơn rất là tỉ mỉ và rất là đẹp từ bên trong cho đến tới bên ngoài, được phủ lớp sơn rất là ok luôn. Thì khi mình nhìn sơ qua thì mình thấy là cái phần hoàn thiện, khâu hoàn thiện của nó rất là, của họ rất là chi tiết luôn. Cho đến tới từ một con ốc này họ cũng có một cái lông đền ren để dự. Đó, lông đền răng cưa đây mọi người này. Thấy không? Đó, những cái phần hoàn thiện khá là ổn luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ khui ruột ra để mọi người chúng ta cùng trải nghiệm về cái chiếc ruột bên trong của nó như thế nào. Đó, ok mọi người, bây giờ mình sẽ khui ha để mọi người chúng ta nói chung là cùng ớn tay lắm mọi người, tại vì một chiếc loa, cái cặp loa này nó có giá đâu đó là cũng khá là cao mọi người, và bây giờ mình khui thì nó cũng khá là ớn tay mọi người. Nhưng mà thôi, cũng phải liều ta khui thôi. Biết là nó đắt nhưng mà cũng phải khui thôi. Khui để cho mọi người chúng ta cùng thực tế trải nghiệm. Thực chất thì mình rất thích khui những cái chiếc loa mắc tiền, còn loa rẻ tiền mình lại không thích khui mấy. Này mọi người chúng ta thấy này, cái lông đền của nó có răng cưa để nó dự lại. Nói chung là nó cực kỳ là chi tiết và là tập trung vào vấn đề hoàn thiện của nó rất là ok mọi người ạ. Rồi ok, mình đã vặn ốc xong rồi. Thì bây giờ mình sẽ tháo ruột ra mọi người ha. Ui, được dính rất là chắc. Đây là cụ chép của nó. Chúng ta có thể là thấy đây ha. Đó, tất cả đều có seri này, của shipper luôn mọi người ha. Từ cụ loa cho đến tới là ấy. Quay cận cảnh để mọi người chúng ta cùng trải nghiệm. Kể cả một cái họng chép thôi, nó cũng phải có mạ, có seri đầy đủ. Đó, họng rất là dài mọi người này. Đó, họng rất là dài, người thấy không? Đó, như vậy thì cái tiếng tép nó sẽ ra rất là nhuyễn và rất là mượt. Chúng ta nếu mà chúng ta chơi hay ai mà hay chơi hay hi-fi á, thì chúng ta sẽ thấy là những cái họng chép của những cái loa hi-fi á, những cái loa dòng loa high-end cao cấp, cái họng tép họ làm rất là sâu và rất là dài. Đó, thì cái này nó không vậy này, nó làm họng tép rất là dài. Cho nên là hôm qua mình có nghe và mình có test thử thì mình thấy cái âm thanh nó ra rất, cái tiếng chép nó ra rất là nhuyễn và rất là mượt, nó không có bị chói. Với lại cái chất lượng của cái cụ loa đó, do với một phần nữa là do chất lượng của cụ loa nữa, mọi người nhìn này, cụ chép này rất là đẹp mọi người ạ. Đó, đều có series number đầy đủ hết. Rồi ok, mình sẽ gắt vào. Chúng ta đừng có quan trọng vấn đề từ neo hay từ Philips. Chúng ta phải quan tâm đến vấn đề là chất lượng âm thanh, chúng ta nghe nó như thế nào. Đó, chúng ta để ý cái đó. Như loa này sổ cả hơn 100 triệu, người ta vẫn sử dụng từ Philips thôi. Rồi đây. Còn cái dòng cái loa này thì cụ bass được làm bằng từ neo. Đó, mình tháo ra. Đây, và cụ bát là từ neo. Người chúng ta thấy rất là đẹp, cụ bát rất là đẹp mọi người ơi. Ui xôi, đúng là tiền nào của đó mọi người ạ. Rồi, và cụ bát này được, cụ bát thì xuất xứ từ đâu? Cụ bát có serial number đầy đủ mọi người này. Rồi là cụ bát này là
là của Made in Italia, là một đất, là một đất nước chuyên sản cụ loa. Đó, cụ loa của Neso, cụ Made in Italia mọi người ạ. Đấy, chúng ta thấy này, Made in Italia là một đất nước chuyên sản xuất cụ loa. Đó, thì các hàng thì một khi mà sản xuất ra một sản phẩm thì người ta cần phải có sự phối ghép. Đó, của cụ loa thì của nước này, rồi thùng loa thì của nước kia, rồi cụ chép của nước khác đó. Thì nó mới hoàn thiện về phía sau của chiếc loa này. Kể cả một chi tiết đến mức để là cái màng loa cũng có serial number đầy đủ và ngày sản xuất đó. Và về cái phần màng loa đó, rồi khung loa này mọi người thấy cái lớp sơn khung thì được làm bằng khung nhôm đó. Đó, lớp sơn rất là đẹp và nhìn nói chung là khâu hoàn thiện nó khá là ok luôn mọi người ạ. Rồi thì còn đây là màng nhện của nó là vàng và loa này côn từ của nó đâu đó là 75 đó. Đẹp lắm. Rồi màng loa thì được phủ một lớp dầu bóng để mà bảo vệ cái màng loa theo thời gian. Dòng loa này hai màng nhún thì màng loa nó cứng mọi người này. Đó, màng loa nó rất là cứng. Cho nên nó sẽ tập trung vào những cái dạy như là dạy low và dạy mid và dạy high thôi. Còn những cái dạy bass sub á, thì nó sẽ không đạt được như những dòng loa khác. Đó, màng giấy cho nên là cái khả năng âm tái tạo âm thanh của nó rất là tốt. Và nói chung là mình có test rồi, mình nghe thì nó thật rất là phê mọi người ạ. Còn đây là phân tần. Đây là cột phân tần của nó. Mọi người nhìn này. Cái bên trong của họ cũng vậy, họ nhìn rất là nhìn cái phần thiết kế bên trong của họ, rồi cái phần hoàn thiện của họ rất là ok luôn, nhìn rất là tỉ mỉ và chi tiết. Nên là mình đánh giá rằng là chiếc loa này người ta đang cái vấn đề hoàn thiện của nhà hàng rất là ok. Đó, thì ok thì mà chắc mọi người cũng đã nắm được rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ tạm dừng tại đây. Rồi ok mọi người, thì bây giờ mình sẽ dừng clip tại đây. Và nếu mọi người xem á thấy ok thì hãy cho mình một like, share, subscribe mọi người ha. Thực chất là khi mà khui cái chiếc loa này mình rất là sót. Nó đắt tiền mọi người cho nên là mình khui rất là sót. Nhưng mà mình cũng phải khui để cho mọi người chúng ta đánh giá, chúng ta nhìn một cách thực tế đó về một cái dòng sản phẩm mà được nhập khẩu nguyên chiếc từ nước ngoài về nó như thế nào. Đó, thì bây giờ mình xin chào mọi người ha.